Hey guys. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello teacher. Hello. Nice to see you guys. Hello teacher. Hello teacher. Hi. Nice to see you. Nice to see everybody. Hi all. Yes. Hello everybody. Nice to see you guys today. Hello. Hello, teacher. Hi. Nice to see you. Hello. Hi. Good evening, teacher. Good evening, everybody. I'm fine, guys. I'm fine. Thank you, guys, so much. I'm karate late. Hello. Okay, so what will we do today? Wait, let me share this. I'm fine, thank you. I'm sorry. Hello, great today. Oh. Hello, teacher. Okay, can you guys see the screen? Can you guys see the screen? No. Yes. Okay, good. Yes, okay, good job. Wait, now. Okay, so we're gonna do this one first. Then we will have a quiz. We will have a quiz, okay, but later. Now we will do this one first. Okay. So it's a reading about school trip because we are learning about field trip and school trip, right? So we have two different reading. The first one is about the school trip. Cái này là cái mà ban đầu mà cô có cho tụi con xem hồi xưa. Cái hình mà giống như là cái tờ giới thiệu làm sẽ đi đâu, làm gì ở đâu đó. Okay, so we have this one. And then we have the just like a letter, update. Một cái phần update có nghĩa là mình ví dụ bổ sung thêm thông tin gì đó. Okay, thì người ta sẽ gửi thêm một cái email, một cái thư khác cho tụi con. Okay, so now I will invite some of you to read. Okay, so let me see. Okay, one friend will read from here, from the topic here. Wait, mọi người đợi cô một xíu. Let me change. Okay, one friend will read from here to here. Okay. And then the second friend will read from in the afternoon to this one. And then for the next paragraph, you will read from here to here. Okay. Then the other friend will read from the good news to head teacher. Okay. Now I will invite four friends to read this one from me. Who want to read this one, please raise your hand, okay? Not raise your hand in front of the camera. Click the button, raise hand, okay? Click the button. Giống như là lần trước khi mà làm bài tập, cô cũng đã mời được rất là nhiều bạn, đúng không? Okay. Now, today we're gonna continue. So let's see who is the fastest. Ah, it's Thu Thủy. Today, Thu Thủy is the fastest in the class to raise the hand. So now, Thủy will read from here to here, okay? Can you turn on the mic now? I don't know. Okay, read. Buổi trước con học thêm. It's okay. I tell you to read. Con đọc cho cô nghe thôi. Cô đâu có kêu Thủy làm bài gì đâu. Nè, bây giờ là Thủy đọc cho cô nghe. Từ đây tới đây. Okay, here. Okay. The school trip. School trip. John is on a school trip. Cardiff. On Saturday. Thursday, May. Yeah. We will spend the morning in the city center for lunch. Will we have a picnic okay. in the park? Cái kiểu hồi nãy là thay vì con đọc là we, mình có we will, thay vì sẽ là viết tắt. Nếu mà con viết nếu mà mọi người viết như thế này, ví dụ sẽ, will là thì tương lai á,
thì ở đây ví dụ con viết là we will thì mình sẽ đọc là we will. Nhưng mà nếu ở đây người ta viết như thế này thì mình sẽ đọc là will. Chúng ta sẽ will have a picnic. Will have a picnic. Okay? Còn nếu mà viết như thế này thì mình sẽ đọc là we will. Nhưng mà viết tắt lại thì mình sẽ đọc là will. Uh-huh. Ví dụ như cô có chữ I will thì mình có thể đọc là I'll. Okay. Còn ví dụ she đi, she will đúng không? Thì lúc đó mình đọc là she'll. Okay, she'll. Khi mà viết tắt lại là người ta mong muốn mình sẽ đọc tắt để mà con đỡ phải phát âm thêm một âm nữa. We will là hai âm thì khi con viết tắt lại will, she'll thì nó sẽ đỡ phải phát âm thêm một âm nữa. Okay. Now, okay, now the next friend, Anh Phú, please read from here to the end of the paragraph. Okay, from here. In the afternoon. Wait. Afternoon. Bởi vì afternoon nó bắt đầu bằng letter A là nguyên âm nên là con sẽ đổi chữ the thành chữ the cho cô. Thì mình sẽ đọc là in the afternoon again. In the afternoon, we will visit the science and technology. Science and technology. Okay, again, science and technology. Science. Đúng rồi. And technology. Đúng rồi. Museum. Okay, again, không phải là museum. Hồi đó mình có học cái chữ này rồi. Bảo tàng thì con sẽ không có phát nhấn âm 1 mà nhấn âm 2. Museum. Đúng rồi. Okay, next. Price. 20 euro. 20 euro. Đúng rồi. Meet in the school car park at 8 o'clock. 8 a.m. 8 a.m. Okay. Please arrive on time. We will return to the school at 5:30 p.m. Đúng rồi, p.m. Đúng rồi. Good job. Well done, Phú. Good job. So you know the distinguish from a.m. 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 is from AM là buổi sáng, là nó sẽ tính từ 12 giờ khuya cho đến 11 giờ 59 phút ngày hôm sau, là 11 giờ trưa. Tới 11 giờ 59 phút ngày hôm sau thì con vẫn là dùng AM. Nhưng mà tới 12 giờ trưa thì mình sẽ bắt đầu dùng là PM. Okay? Từ 12 giờ trưa cho đến 11 giờ 59 phút đêm thì lúc đấy tụi con sẽ dùng là PM. Okay? Now the next one. Okay, does the update. Now, first, I want to invite Đức Nhân, please, from here to here, okay? Yes. Important school trip. Dear students, we hope you can come on our school trip next weekend. Unfortunately, the Science and Technology Museum is Again, museum. Museum is closed for building work on Saturday, but we have got tickets for St. Fagan National History Museum instead. Đúng rồi. Okay, thank you. Wait. Okay, good job, Đức Nhân. Yes, from here is enough. Good job. Now, Khánh Nam, please, from here to the end. Okay. The good news is that entry is free, so the trip gonna cost €10, not dollars. This is what dollars, euro. Arrival and departure. Arrival and departure. Times are the same. Mr. Stuart Noble, a teacher. Okay, thank you guys so much. Good job. Okay, so I will explain some about the reading, okay?
Tí nữa mình sẽ có một cái phần đọc hiểu cái thông tin. À, bây giờ cô sẽ giải thích cho tụi con hiểu kỹ hơn. Đầu tiên thì cái này là cái thư gửi đến mọi người khi mà thông báo về cái chuyến đi đấy, đúng không? Join us, hãy tham gia cùng chúng tôi on a school trip to Cardiff vào ngày bao nhiêu đó, thứ ngày tháng. Ok. We will spend the morning, right? Thành thời gian cả một buổi sáng in the city center. For lunch, lunch thì mình sẽ có gì? Picnic in the park. Afternoon thì mình sẽ làm gì? À, người ta ghi rõ ra thời gian sáng, trưa, chiều. Afternoon, visit science and technology museum. Bảo tàng khoa học và công nghệ, science and technology. Okay. Price, giá tiền là bao nhiêu? Có cái chuyến đi này là 20 euros. Ở đây người ta đang dùng là euro, đồng euro. Còn dollars, nó sẽ là cái dấu khác. Dollars sẽ là cái này. Oh, wait. Đây, cái này thì nó mới là dollars nè. Nếu mà con thấy người ta dùng cái này, nó sẽ là dollars. Còn cái dấu kia, nó sẽ là pounds, bảng Anh á. Bảng Anh, pounds rồi đó. Okay, euro. And meet in the school car park at 8 a.m. Arrive on time. Lần trước mình cũng đã mình đã làm cái quiz á. Arrive on time nghĩa là phải tới đúng giờ. Okay. Return. Go back. Okay. Go back to the school at 5:30. Còn cái này là update, có nghĩa là có thể là một cái gì đó đã xảy ra nên người ta phải chuyển lại thông tin lại. Okay. Ví dụ ở đây con thấy nè. Dear students, we hope you can come next weekend. Unfortunately, nghĩa là không may. Close, okay, không may là cái bảo tàng nó close for building work, có thể là xây dựng cái gì đó, sửa chữa cái gì đó. So we have got ticket, nên là mình phải đi chuyển thành một cái nơi khác, đúng không? Đó là St. Fagans National History Museum, okay. And the good news, tin tốt là gì? Entry is free. Entry là gì? Entry. So if you know, for example, Đầm Sen, okay, when you want to go inside, you need to go through the gate, right? You need to go through the gate. You guys know the gate, cái cổng. Như vậy tụi con sẽ có entry là vé vào cổng. Okay, như vậy đôi khi là mình đi những cái nơi công viên hay là gì, tụi con sẽ thấy hay có vé vào cổng. Vào cổng xong rồi tụi con muốn vào trong, ví dụ bảo tàng hay là muốn đi vô một cái chỗ nào ở trong cái chỗ đó nữa thì mình lại tốn thêm một vé nữa. Cho nên là, nhưng mà tin vui là gì? Entry free, vé vào cổng free. Cho nên bây giờ là chuyến đi của mình chỉ còn bao nhiêu thôi? Còn 10 thôi, okay, không còn là 20 nữa. Arrival và departure nghĩa là thời gian khởi hành. Okay, arrival thời gian nè. Là 2 giờ giống nhau. Okay, 2 cái giờ đều giống nhau. Okay, so that's from Mr. Stuart Noble, the head teacher. Okay, now we're going to have some. Okay, here. We got some for you to note down. Okay, I know it's hard. I know it's very hard to write. I know it's very hard to remember, but let's see how well can you remember. Okay, so first you need to fill in here the day, right? The day. Khi mà người ta đã ghi chữ day rồi, có nghĩa là con phải điền cái ngày. Hồi đó cô cũng đã phân biệt, đúng không? Day với date khác nhau chỗ nào? Day của mình thì ví dụ như là Monday, Saturday, a Wednesday, a sunny day, birthday, đó mấy cái đấy là day. Còn date là 13, the 1st of July, the 2nd of September, date. Okay, cái ngày, một cái là thứ, hoặc là mình cái day khác, ví dụ như là ngày như thế nào, một cái ngày đẹp trời, một cái ngày sinh nhật chẳng hạn, ngày Giáng sinh, đó mấy cái đấy được con dùng chữ day, nhưng mà date thì nó sẽ có nghĩa là ngày bao nhiêu, ngày thứ bao nhiêu. Okay, name of the city. Okay, để coi tụi con còn nhớ đây là name of the city là gì không nha. Next we have name of museum, là cái bảo tàng mà mình đổi lại á, là St. Fagans National gì đó. Okay, để coi là mọi người còn nhớ không. Cuối cùng mình sẽ có cost bao nhiêu pounds. Okay, pounds là bảng Anh. Pounds, okay, pounds, bảng Anh. Cost bao nhiêu. Và cuối cùng là meet at the cái gì đó, car park. Okay, và cuối cùng return, thời gian quay về là mấy giờ. Okay, tất nhiên là cô sẽ cho tụi con nhìn lại cái bài đó một xíu, rồi sau đấy mình thử coi đáp án sẽ là gì. Okay, now guys, you only got 10 seconds to look. Okay, now 10 seconds starts now. Okay, 10 seconds to look only. 10, 9,
eight, seven, six, five, four, three, two, one. Okay, now let's try, let's try. Who is confident? Who remember number one? Who remember number one? Ah, I can see Song Toi raise her hand. Yes, Toi. Do you know the answer for day? Yes. Number one is Saturday. Can you spell the word for me? Spell the word Saturday. S. S. A. 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 T. T. E. E. U. Not E, U. You change to U. Yeah. Okay. What else? R. R. T. T. A D. What letter? D. A D. Not okay. A D. 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 Okay. D. A. A. Why? Okay, so thank you, Thuy, so much. We'll get to see the result later, okay? Good job, well done. Now, I don't say this one is correct, okay? Khi nào xong thì cô sẽ check. Now, number two, let's invite Đinh Gia Hưng, please. Do you remember the name of the city? Do you remember the name of the city? Where do they go? Which city? This one is hard, right? Because you need to remember the name. Do you know the answer, Yahang? You haven't turned on your mic again. Can you turn on the mic? Yes. Yes. Do you remember the answer for this one? What about this? Okay, we can skip this one. It's a very hard one. So what about this one? Do you remember this one? I can remember this one. It is technology. What word can you fill in here? Technology. Technology. Okay, so can you spell? Can you spell yes. Technology? T. E. E. C. C. H. H. N. N. O. O. L. L. O. O. Z. G. G or G? G, right? Z. G. Z. And Y. Z? No. No, Z. Is it this one? Yes. You have to say and G. Y. G. Again, G. And Y. Okay, thank you so much. Thank you. Now, what about the cost? How many pounds? Ah! Lucy, okay, Lucy, how many pounds do you remember? It's 20 pounds. 20 pounds, okay, thank you so much. Thank you. Now, the next one, meeting place. Where do they meet? Yes, Nick, right, Nick? Is Teddy. Where? It's Teddy. Teddy? Oh, can you spell the word for me? T. T. E. E. D. 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 E. E. Y. Y or E? Why? Yes, is it correct here? Hay là ý của con là E rồi tới Y? Cô viết như vậy là đúng ý của Nick chưa? No. Teddy. Teddy here, yes? Is this Teddy? Yes. Okay, thank you so much. Now, the last one, return time. Half past, tụi con còn nhớ half past không? Half là gì? Bây giờ cô có cái đồng hồ nha. I have a clock right here. Wait.
I have a clock right here. So this is a clock, right? Như vậy half có nghĩa là gì? Half có nghĩa là một nửa. Như vậy nếu mà tụi con có chữ half thì tụi con sẽ thấy mình sẽ có một nửa của cái đồng hồ thì mình sẽ được 30 phút, đúng không? Như vậy half past, past có nghĩa là đã qua bao nhiêu phút thì half là một nửa, thì đã qua một nửa chính là đã qua được 30 phút. Ok, như vậy mỗi lần tụi con thấy half past có nghĩa là nửa tiếng á. À, ví dụ cô có half past seven thì nó sẽ đồng nghĩa là 7:30. Ok, half past two thì có nghĩa là 2:30. Còn một cái nữa là mình sẽ có là two, không phải chữ past mà sẽ là chữ two. Nhưng chữ two thì không có dùng với trường hợp của half được. Đối với half tụi con chỉ dùng đúng duy nhất một trường hợp là past, half past thôi, mình sẽ không có dùng half two được. Ok, two có nghĩa là còn bao nhiêu phút nữa là tới, tới cái giờ đó. Ví dụ cô có từ quarter, nếu mà bạn nào có học về cái thời gian, cách dùng thời gian này thì tụi con sẽ biết quarter nghĩa là 1/4. Như vậy khi mà cô dùng quarter, 1/4 trong cái đồng hồ thì mình sẽ có 15 phút, đúng không? 1 giờ có 60 phút, như vậy 1/4 thì con lấy 60 chia cho 4 thì mình sẽ được ra 15 phút. Như vậy ví dụ bây giờ cô có, khi nào mình sẽ dùng với chữ 2? Chữ 2 chỉ dùng cho một nửa đồng hồ sau thôi. Chữ 2 thì chỉ dùng cho một nửa đồng hồ phía sau thôi. Đây, có nghĩa là nửa này, thời gian nó chỉ, cái giờ phút của nó chỉ vào cái nửa đồng hồ này thì tụi con mới dùng là 2 được. Trước đó tụi con sẽ dùng là past. Cô ví dụ như là 7:10. 7:10 đi thì cô phải dùng là, à, cô phải dùng là gì? Mình có half past 7 thì là 7:30. Thì bây giờ 7:10 thì mình sẽ có là 10 past 7. À, ok. 10 past 7. Ok. 15 phút, 15 phút, quarter past, ok. Thì bây giờ cũng vậy, quarter là một nửa. Thì ví dụ cô có 45, ví dụ từ 35 trở đi thì tụi con mới dùng chữ 2 được. Ok, ví dụ như a quarter to, to 3. À, có nghĩa là gì? 2 là còn bao nhiêu lâu nữa sẽ tới, tới 3 giờ. 2, 3 nghĩa là còn bao nhiêu lâu nữa sẽ tới 3 giờ. Thì a quarter chính là 15 phút. Thì mình sẽ hiểu, à, còn 15 phút nữa là tới 3 giờ. Có nghĩa là 3 giờ kém 15. Ok, như vậy con sẽ có cái thời gian là 2:45. Khi mà mình quy ra giờ bằng số thì mình phải viết là 2:45. Ok. Cái này thì đây là cô chỉ sơ sơ cho bạn nào chưa biết thôi. Còn nếu mà bữa sau ví dụ cô để cô xem lại, nếu mà cô thấy nhiều bạn chưa biết thì cô sẽ chỉ lại phần này. Ở đây có bạn nào không biết sử dụng cách past với lại to này đâu? Do you guys write in the chat box, okay? Write yes if you know how to use it and write no if you don't know how to use it. If you guys don't know how to use it, I will show you guys how to use next time. I can see yes, no. Cũng có yes có no. Mostly yes, đa phần thì cũng có yes. Okay, good job. For those who say yes, yes, well done, good job. Nhưng mà đương nhiên thì cái đấy tụi con vẫn có thể sử dụng những cái bình thường. Ví dụ 2:15 thì con cứ nói số bình thường cũng được. 2:15 thì mình không biết cũng không sao hết. Mình vẫn có thể dùng giờ bình thường. 7:23 cũng được. 7:23, chỉ cần đọc số bình thường là được rồi. Không có sao hết, không biết cái đấy cũng không làm sao. Okay, so don't worry about that. Okay, thank you guys. Cô thấy cũng có nhiều bạn chưa biết lắm, nên là bữa sau cô sẽ chỉ lại. Sau đấy thì cô sẽ cho tụi con làm mấy cái quiz về cái time này. Okay, cho nên là bạn nào mà biết rõ thì sẽ là lợi thế nè. Làm mấy cái quiz đó, bạn nào mà biết rõ thì sẽ là lợi thế, đúng không? Okay. So now, continue. Half past what time? Return. Cái giờ mà quay trở về, cái giờ mà mình đi về á, chứ không phải là giờ mình tới. Giờ mình tới, giờ đi về là mấy giờ? Who knows? Các bạn nào biết không? Who knows? Raise your hand in front of the camera. Oh, I can see Bảo Nam raise his hand. Yes, Bảo Nam, do you know the answer? Half past five. Ah, five. Okay, so I here, because they write in words, okay? So we have to write in words. So let's see. Finish. Where's the answer? Wait. Wait, cancel. À, còn name of the city nữa. Wait, who knows the name of the city? Write in the chat box for me. Các bạn nào ở đây có biết được không? Ghi vào chat box cho cô xem thử. Name of the city. I almost forgot about this.
Who knows the name of the city? Let's see. I will choose your answer. Okay. I can see Đức Nhung and Bảo Nam say a lot of you guys know. Write your answer, please. Phan Thiết? Why? Is it Phan Thiết? We gotta say in the reading, okay? Not about you, about the friends in the reading, okay? A lot of you guys choose the word central. A lot of you guys choose the word central, okay? So let's see. Okay. Now I will... Bởi vì nhiều bạn biết là central nên là cô sẽ sử dụng là central, okay? Nhưng mà để là name của city, name thì đương nhiên tụi con nhớ là phải viết hoa. Nếu đã là name thì phải viết hoa. Okay, now finish and let's see the result. Okay, here, you only got two correct answers, which is Saturday and five. Okay, so what about the name of the city? Look carefully again. Name of the city. Name of the city. Okay, so where's the name of the city? Đức Nhân has the correct answer. He writes Cardiff. Okay, cái nơi mà mình sẽ tới chính là Cardiff. Còn ở cái chỗ central mà tụi con ghi á, tụi con thấy nó đứng gần cái chữ city đúng không? Nên là tụi con nghĩ đó là central. Nhưng mà city central không phải là một cái tên của cái thành phố đó. City central means in the middle of the city, trung tâm thành phố. Okay, cái nơi mà gọi là trung tâm thành phố, cái nơi đấy sẽ là city central. Okay, city central. City central. Not central. Chứ không phải là cái central đấy là tên của cái thành phố đó. Tại vì nếu nó là tên thì con thấy nó phải đứng trước cái chữ city. Giống như cô sống ở Hồ Chí Minh City, right? Thì cô phải ghi như thế này chứ cô không có ghi được là city Hồ Chí Minh. I cannot write city Hồ Chí Minh. I have to write Hồ Chí Minh City. Cái này cô cũng có chỉ một vài lần là nếu mà những cái liên quan tới con đường, thành phố, quận rồi đó, huyện, xã rồi đó, nếu mà tụi con có tên thì tụi con sẽ đứng trước những cái từ đấy. Ví dụ cô sống ở đường, tụi con cũng biết đường là street đúng không? Street, right? So if I have a name, ví dụ cô sống ở đường Hai Bà Trưng đi, thì cô phải ghi là Hai Bà Trưng Street. Nhưng mà cô sống ở đường số bao nhiêu? Ví dụ cô sống ở đường số 10 thì cô phải ghi là Street 10. Nếu đó là con số thì nó phải đứng sau chữ street, cô ghi là Street 10. Tên thì nó đứng trước chữ street mà số thì nó đứng sau. Okay, số thì đứng sau. Giống như cái này cũng vậy. Hồ Chí Minh thì đứng trước chữ city. Okay. So city central có nghĩa là trung tâm thành phố. City central, trung tâm thành phố. Còn cái nơi mà tụi con, thành phố mà tụi con tới chính là Cardiff đó. Đức Nhân rất là giỏi. Okay, Đức Nhân nhận ra được Cardiff là thành phố. Very good. Good job. Cardiff, okay. Hãy tham gia với chúng tôi một chuyến đi đến Cardiff vào ngày thứ bảy. Thứ bảy nè đó. Saturday 13th May. Tiếp theo thì mình có tên của bảo tàng. Thì ở đây bạn Gia Hân hả? Phải không ta? Bạn đi là technology. Thì tại sao mình không phải là technology? Bởi vì technology là cái bảo tàng này. Science and Technology Museum. Thì cái này nó mới là Science and Technology. Còn cái ở đây con thấy người ta ghi là St. Fagans National gì đó đó Museum. Thì nó chính là cái đoạn sau là cái này. Đây. National History. Như vậy ở đây thì đáp án tụi con phải điền chữ History thì mới được. National History Museum, not National Technology Museum. Technology là của cái Science and Technology Museum. Okay. Next we have the pounds. Pounds ở đây là bảng Anh. Thì ở đây ban đầu thì đúng là tốn 20 bảng, nhưng mà lúc sau thì khi mà con đổi địa điểm á, con hiểu cái đây là ban đầu mọi trường, nhà trường dự tính là sẽ đi thăm cái Science and Technology. Mình vẫn đi tới Cardiff, nhưng mà ban đầu thì định là sẽ đi thăm bảo tàng này ở Cardiff. Nhưng cuối cùng bảo tàng lại đóng cửa bởi vì phải xây dựng gì đó, building work. Cho nên là không mở cửa cái bảo tàng Science và Technology. Nên là cuối cùng phải đi chuyển thành gì? Chuyển thành là St. Fagan National History Museum. Đó, cho nên là con thấy giá tiền là gì nè? Bởi vì entry free là vé vào cổng á. Vé vào cổng thì không tốn tiền. Cho nên là chuyến đi chỉ cần tốn có 10 bảng Anh thôi. Chứ không có tốn 20 bảng Anh như ban đầu nữa. Ok, chỉ có 10 bảng Anh thôi. Nên là đáp án ở đây mình phải ghi là 10. Ok, 10. Tiếp theo là Teddy. Thực ra cô cũng không biết tại sao ở đây lại có chữ Teddy.
Tại vì cô thấy trong bài là không hề có chữ teddy luôn. Nếu mà Trân thấy đọc trong bài đọc thì không có chữ teddy ở trong bài đọc của mình. Nên là đáp án sẽ không thể nào là teddy được. Bởi vì không có chữ teddy ở trong bài đọc của mình. No teddy in here. Ở đây đáp án phải là school. School car park. Bởi vì gặp ở đâu thì mình đã biết là gặp ở car park rồi đó. Nhưng mà car park nào? Car park trong thành phố hay là car park của cái gì đó? Mà là ở đây chính là car park của trường. Ok, bãi đậu xe của trường. In the school car park. Ok. Và cuối cùng là half past five. Half past five. Ok. 5 giờ rưỡi. Ok. So, good job. Well done for this one, everybody. We have one, before we do the quiz, we have one more exercise. So, this one is about the grammar. Ok. It's very easy. It's not hard. You just need to choose the word. Ok. So, I will invite some friends to choose the word for me. Now let's see who haven't been invited. Ah, Diệu Hiền, please. So in this sentence, which one did you choose? Nguyễn Diệu Hiền, can you turn on the mic? Yes, so be or spend or go. Yes, I cannot hear you, Hiền. Have you said anything? Yes. Okay, so which one is the correct answer, Hiền? You can be the morning in the park. You can spend the morning in the park, or you can go the morning in the park. Which one? You can be the morning in the park. Okay, you can be the morning in the park. Okay, thank you so much, Hing. Thank you. Now, okay, next friend. Let's see. Okay, Lucy, can you do the next one for me? Which preposition can go with the afternoon? On the afternoon, at the afternoon, or in the afternoon? Which one? On the afternoon. Okay, you choose on the afternoon. Okay, thank you, Lucy, so much. Okay, what is a shopping center, guys? Do you guys know shopping mall? Tụi con hay có kiểu center là tụi con thấy nó sẽ liên quan tới cái trung tâm gì đó. Ví dụ city center thì sẽ là trung tâm thành phố, đúng không? Thì shopping center là trung tâm mua sắm, là mấy cái shopping mall á, mấy cái chỗ mà con thấy tập hợp những cái siêu thị, những cái cửa hàng đó, trung tâm mua sắm. Okay, so here you have on. Okay, next we need to choose a verb. So which one? Mary, can you help me with this one? Which word, which verb do you use? Hello, Mary. Are you here? Okay, what about... Oh, yes, Mary. Sorry, one we're gonna do later. Yes, Mary? Hoped? Or want or expect? Which one? Hope. Hope. Okay. Thank you, Mary. Now, Wong, please. Wong. This one. Which phrase do we use here? Please arrive by the time. Please arrive at the time. Or please arrive on time. Wong is not here. Okay, so what about Thục Quyên, please? Thục Quyên, can you help me with this one? Which phrase do we use? At the time. At the time. Okay, at the time. Thank you. Now the next one, Sunny, please. Sunny. Minh Anh làm giùm cô câu này nha. For or because or to. Which one? Which one do we use here? Theo con thì con sẽ chọn cái nào? Because. Okay, you want to use because. Okay, thank you, Sunny, so much. Now, the last one. I want to invite...
Okay, Hoàng Giang, please, for this sentence, which one do we use? You can't go to the museum. Can go to the cinema instead. Instead, to this one, right? Okay, yes, thank you guys so much. Finish, and okay, we only got two correct answers. So Hoàng Giang did the right one here. We can go to the museum, but we can go to the cinema instead. Instead có nghĩa là thay vào đó, okay? Thay vào đó, ví dụ cô có thể đổi là instead going to the museum, we can go to, thay vì, nó có thể đứng đầu, đứng cuối gì cũng được. Thay vì đi tới bảo tàng thì bây giờ chúng ta sẽ đi tới cinema. Okay, instead là thay vì cái gì đó. Thay vì làm như vậy thì chúng ta hãy làm cái kia. Nó cũng sẽ mang cái nghĩa ngược lại. Okay, instead, thay vì cái này thì hãy làm cái kia. So we have instead. Next, the library is closed. Ở đây thực ra nếu tụi con nhìn kỹ nó cũng sẽ có. Ở trong đây nó đều đã được sử dụng trong bài đọc á. So you can see close for. Close for, okay? Close thì đi với for có nghĩa là đóng cửa bởi vì vì lý do gì, okay? Nhưng mà ở đây không dùng because bởi vì sao? Sau because tụi con cần có một cái sentence, một cái clause có nghĩa là một câu á. Ví dụ cô có là I can't go to school because it's raining. Bởi vì trời đang mưa, it's raining. Ok, bởi vì trời đang mưa. Nếu mà tụi con muốn sử dụng một cái danh từ như thế này thì tụi con phải đổi because thành because of. Thật ra cái này là chắc lên cấp 2 tụi con mới học á. Thì cô sẽ có cái câu I can go to the school because of. Ví dụ cô đổi thành là bởi vì trời mưa to. Bởi vì cái trời, bởi vì cái sự vật đó, bởi vì cái sự việc đó, bởi vì cái trời mưa to đó. Heavy rain đi, ok. Because of heavy rain. Lúc đó thì khi mà cộng với một cái sự vật, sự việc thì tụi con mới dùng because of. Còn nếu mà cộng với một cái câu, có một cái clause có nghĩa là nó sẽ có đầy đủ chủ ngữ, vị ngữ luôn. Bởi vì trời nó đang mưa, bởi vì trời nó đang mưa. Nên là mình mới dùng chữ because. Còn building word rõ ràng nó không phải là một câu. Nó không có chủ ngữ, nó không có động từ, không có vị ngữ gì ở đây hết. Nên là tụi con sẽ dùng ở đây là close for. For what reason? Lý do nào? Okay? Close for. Okay, next one we have. Thật ra cái này cũng hơi khó, trừ khi là con được nhìn lại bài đọc một lần nữa thì nó sẽ dễ hơn. Arrive on time nghĩa là hãy tới đúng giờ. Đây, ở đây tụi con thấy người ta có sử dụng nè. Where is it? Please arrive on time. Xin hãy tới đúng giờ. Please arrive on time. Xin hãy tới đúng giờ nha. On time có nghĩa là đến đúng giờ. Okay, please arrive on time. Okay, next one. We hope. Và đây là cái câu đúng của mình. We hope. Chúng tôi mong là bạn có thể tới. We hope you can come. Okay. Còn nếu mà tụi con muốn dùng chữ want, chúng tôi muốn bạn tới, thì con phải dùng là we want you to come. Okay. We want you to come. Expect cũng vậy. Okay. Còn hope thì sẽ là chúng tôi mong bạn có thể làm gì. We hope you can come. Và ở đây buổi đối với buổi thì tụi con không dùng on được. Okay, mình phải dùng in the afternoon, in the morning, in the evening. Trong bài đọc tụi con sẽ thấy thức thì rất là nhiều đúng không? Where is it? On thì phải đi với ngày. Thường tụi con thấy on sẽ đi với ngày đúng không? On thì sẽ đi với ngày. Còn vào buổi sáng, buổi trưa, buổi chiều á thì mình sẽ hay dùng là in. Where is it? Here. In the afternoon, in the morning, in the evening. Okay, at thì sẽ hơi đi với giờ. At 10 p.m., at 5:30 nè. Đó. At night, at midday, okay? And this one, you can be. Can be có nghĩa là trở thành cái gì đó. You can be the morning. Bạn có thể trở thành buổi sáng ở trong công viên. Nó không có nghĩa gì hết đúng không? You can be. Ví dụ I can be a doctor. Okay, tôi có thể trở thành một bác sĩ. I can be a doctor, okay? And be here. No, it's spend. Bạn có thể làm gì với buổi sáng? Bạn có thể dành cả một buổi sáng. Spend the morning. So if you can see, it's in here. We will spend the morning. Okay, spend the morning. So well done, everybody. So now,
after doing a lot of exercises. So let's start a quiz. Okay, let's do a quiz before we continue to study. So this quiz is actually very easy. It's not an exercise. You don't need to know anything. Okay, đây chỉ là một cái giống như là một cái form lấy ý kiến thôi, chứ không phải là có câu đúng câu sai, câu nào cũng đúng hết, tụi con chọn câu nào cũng đúng hết á. Ok, cho nên là cái điểm ở đây thực ra không quan trọng, bởi vì câu nào cũng đúng, chỉ là bạn nào trả lời xong nhanh hơn thì bạn đấy sẽ được nhiều điểm hơn thôi. Ok, đây là ở đây mình sẽ không có cái tính điểm ở đây, nó sẽ không có thành vấn đề gì hết. Ok, cô chỉ muốn xem thử là tụi con chọn đáp án là gì để xem là trong lớp của mình sẽ có những ý kiến như thế nào. Ok, now wait, let me share for you guys the link in the chat box. Wait. Okay, wait, let me share the link. Okay, guys, pay attention to the chat box. Okay, I'm about to send the link. Okay, guys, the link is in the chat box, everybody. So this one is not Blockit. Cái này nó khác Blockit ở chỗ là ai cũng được quyền vào hết. Okay, everybody can play. That's why we're gonna play Blockit for some times, okay? For example, maybe once a month or maybe once every 2 weeks, okay? Once every 2 weeks, I think it's okay. Cứ mỗi 2 tuần thì cô sẽ cho chơi Blockit một lần, ok? Bởi vì Blockit thì các bạn không được chơi nhiều, chỉ có 60 bạn được chơi thôi, mấy bạn còn lại phải nhìn, đúng không? Nên là để các bạn đều được chơi chung thì mình sẽ chơi quizzes. Đa phần mỗi ngày, mỗi buổi học thì mình sẽ chơi quizzes nhiều hơn, ok? So let's see how many friends are there. Oh, very fast, 55 already. Okay, 70 already. Try. Join the group, everybody. I'll give you guys 2 or 3 more minutes. Okay, 77. What about the others? Okay, 79. I can see a friend just joined the room, so let me send the link again. Cô gửi cái link lại, nhưng mà bạn nào đã vào rồi thì tụi con không cần phải vào lại nha. Okay, just for the friend that just joined the room. 79. What about the others? Okay, guys, 2 more minutes only. Okay, 2 more minutes. Okay, now guys, I will start, okay? Start the game right now. The last 10 seconds. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Okay, time's up. Actually, you guys can still join later.
Thật ra cái quiz được cái là tụi con vẫn có thể vào sau được, không sao hết. Oh, I got this one next to it. Okay, keep going, everybody. There's a problem with my internet. That's so okay, you don't have to care about the score, okay? Tụi con không cần phải quan tâm, play for fun, okay? Okay, guys, I let you guys play for cheese này cũng khá là nhanh đúng không? Okay, a lot of you guys have finished the game. It's just for opinions, okay? Okay, I think we can stop now because this one is very easy and very quick to do this one. Okay, guys, I will end the quiz right now. Please wait me a little bit. I don't know why the quiz is kind of slow. Quiz của con nó đang hơi bị lắc một xíu nên là nó hơi chậm. Tụi con đợi một xíu nha. Where are the questions? Okay, please wait a little bit, guys. Sao quizy của cô lắc dữ vậy ta? Okay, so here we got some questions here. Every answer is correct. Okay, so you guys don't have to worry. Every answer is correct. So don't worry. You don't have to care about the score for this one. Okay. So now I ask you guys, what time you want to go to on a field trip at 7 a.m.? Mm-hmm. You still choose 6 a.m. Uh-huh. Some of you like 8. I think 1 p.m. is a little bit too late. Okay. Normally, a field trip will maybe last for 8. Okay. So if you go at 1 p.m., uh-huh, it's kind of hard for you to have more time in that place. Okay. So I think, yeah, actually, I think parents to go with you. So there are 71 of you say yes. Uh-huh, yeah. Well, that place sells ice cream. So if you want to eat ice cream, you will have the money from your parents. Tell you about this, tell you about that. For example, you go to and ask your parents, uh-huh, and your parents can bring you a lot of food or drinks, and you are too young to have your own phone, right? So you don't have the phone to take picture. I think it's a great thing for our parents to go with us. Next, where? Okay, so like the national park. Do you guys know the national park? National park, cái vườn quốc gia có nghĩa là vào thì chủ yếu mình sẽ được ngắm cây, ngắm cảnh, ví dụ như các kiểu đó. Thực ra cô còn nghĩ là cái đấy là ít người thích đi nhất á. Okay, rồi the history museum is kind of great. You will know about the history. A zoo is interesting. Thực ra cô ban đầu cô nghĩ là zoos and animals, okay, in the cages, yes. Recycle the trash, okay. The garbage, collect the trash, okay. Next, let's see. Bốn cái này thì, a lot of you guys like aquarium, okay.
A lot of you guys like aquarium. Yes, I like you guys. You can visit a lot of animals, like normally the pets. Thường cái animal shelter thì người ta sẽ bạn thú nuôi mà bị bỏ ngoài đường hoặc là không có chỗ ở là trại mồ côi, tụi con có thể đến và chơi với các bạn. À, các bạn sẽ listen to music, right? Mm-hmm. Good. Next movie to watch movie. Mm-hmm. And then you guys, yes, water park là công viên nước. For example, Suối Tiên water park, okay, công viên nước. I like water park. Thing we have a planetarium. Ở Việt Nam thì cô nghĩ là, ủa, hình như ở Việt Nam mình chưa có thì phải. So next, let's see. Yeah, equal, khá là đều với nhau nè. Tụi con thích nhiều thứ khác nhau đúng không? Homemade là ở nhà bởi mẹ của mình, by your mom. Fried chicken, burger and fries, bánh hamburger với lại rất là nhiều bạn thích ăn pizza đúng không? Pepperoni, Hawaiian. What do you like to wear? Ah, t-shirt. Maybe you like skirt. So I think the girl of, okay. Some of you still like the school uniform. Mm-hmm. Long. You guys like to go from very early. Maybe you have to wake up at 4 a.m. But it's very fun, right? Good. Next, let's see. Drink. Oh, you guys will love this one. Coke, Pepsi, Coca. You like milk too. For me, I like chocolate milk. I really like chocolate milk. Mm-hmm. But I also like milk tea, okay, with bubble tea. Next, see the train and bus. Yeah, normally you will have to go by bus, okay? Each bus will be one class. Thường thì mỗi lớp, lớp có 40 mấy bạn thì cả lớp luôn tụi con có thể đi bằng bus là, hoặc là đi bằng xe đò đó. Okay, đi bằng mấy cái xe to đúng không? Do you take photos? Yes, I think you should if you got the equipment. If you got, okay. And let's see, would you? It's very hot and sunny if you go from the morning to the afternoon, okay? Protect your head from the sun. Mm-hmm. Okay, you guys choose books and notebooks. So if you bring your notebooks, of course, you should bring your pens to write in that place. Mm-hmm. Wow, some of you have the phone. I thought primary school. Toys. Yes, of course, you can bring the tablet or the iPad, right? So you can use that one to quiz. It's just a fun quiz to do today. Now, we still got some minutes left. I have a conversation, okay? So I will invite some friends to role play the conversation. Cô có một cái đại hội thoại nhỏ về cái topic field trip của mình thì bây giờ mình sẽ cô sẽ mời tụi con. Hay sao cô lắc kiểu gì ta? Nó hơi lắc nên là tụi con sẽ thấy cô làm hơi bị chậm xíu, mọi người đợi cô xíu nha. Okay, here I will invite maybe three pairs, okay, sẽ có 3 cặp được mời. So that means 6 friends, okay? 6 friends will be invited. Okay, it's a conversation. So if you guys can see the screen, it's a conversation between Grandpa and Susanna, okay? So let's see. First, you will have a chance to listen, and then we will role play later. Okay, now listen first. Listen carefully to know how to pronounce the words, okay? Okay, you guys wait a little bit. Okay, now. Oh, wait. Mọi người đợi cô xíu. Hôm nay cái chắc là máy của cô hôm nay nó hơi lax. Okay guys, listen. 9, page 110, activity 7. Listen and read. Say. What did you do at school today? We went on a field trip. Oh, that's nice. Where did you go? We went to the aquarium. What did you do there? We got to pet baby sharks. Did you like the aquarium? Yes, I liked it a lot. It was really cool. Okay, one more time, everybody. Unit 9, page 110, activity 7. Listen and read. Say. What did you do at school today? We went on a field trip. Oh, that's nice. Where did you go? We went to the aquarium. What did you do there? We got to pet baby sharks. Did you like the aquarium? Yes, I liked it a lot. It was really cool. Okay, now, who wants to be the grandpa?
So maybe for grandpa, I will invite a boy, and then Susanna, I will invite a girl, okay? So now, okay, Hip will be grandpa, and Bảo An will be Susanna, okay? So Hip, can you turn on your mic? Okay, wait for him a little bit. And I'm here. Okay, yes. So you will be grandpa, okay? So now you start first. You start now. Yes, what? What did you do at school today? We went on a field trip. Again, a field trip. A field trip. Good. Oh, that's nice. Where did you go? We went to the aquarium. The aquarium. Okay, one more time. The aquarium. The aquarium. The, not the. Tại vì ở đây nó là nguyên âm nên là con sẽ đọc là the. The aquarium. The aquarium. Yeah, good. Next hip, what? What did you do there? Good. We got to pet baby shark. Yeah, baby sharks. Yeah, next. Did you like aquarium? Did you like the aquarium? Did you like the aquarium? Good. Yes, I like it a lot. It was really cool. Okay, good job. Thank you, Ang and Hip, so much. Well done, everybody. Good job. Pet có nghĩa là vỗ về, yêu thương. Con biết tại sao gọi là pet chứ? Pet động vật. Pet là thú nuôi của mình. Thì có phải là mình sẽ rất là yêu thương nó, đúng không? Mình sẽ hay vỗ về, vuốt ve nó, đúng không? Thì pet ở đây đang dùng ở dạng động từ. Có nghĩa là con sẽ được vuốt ve những cái con baby sharks. Okay, được vuốt ve. Okay, cưng nựng nó. Đó là lý do vì sao mấy cái con thú nuôi ở nhà người ta sẽ gọi là pets. Còn ở đây pet người ta đang dùng là động từ, là mình sẽ hiểu theo nghĩa là vuốt ve, yêu thương, cưng nựng nó. Okay. Now one more pair. Let's invite some new friends. Okay, Mộc Miên and Dũng, please. Of course, Dũng will be grandpa, okay, and Mộc Minh will be the girl. Okay, Dũng, can you turn on your mic? Yes, can you turn on the mic, Dũng? Okay, what about Phúc, please? Mộc Miên, cứ mở micro cho cô nha. Phúc? Yes. Okay, Phúc will be the grandpa and Mộc Miên will be Susanna. Okay, now start. What? What did you do at school today? Mộc Miên? Oh, I cannot hear you. I cannot hear you. Cái micro của con hình như nó không ra tiếng á. Con cắm lại cái tai nghe vào xem. Con cắm cái tai nghe vào lại một lần nữa xem. Hello? Mộc Miên nói thử coi cô nghe tiếng được Mộc Miên chưa? Oh, sorry. I still cannot hear you. I'm really sorry. Let's invite Alice. Alice, can you be Susanna? Okay, now you will be Susanna, okay? So, you will say from here, we. Alice, đọc tiếp cho cô nè. Đọc tiếp chỗ Susanna nè. We. What did you do at school? No, no. You will be Susanna, okay? You from here, we. We went on a field trip. Good. Okay, continue. Phúc, đọc tiếp cho cô nè. Oh! That's nice. Where did you go? We went to the
The we went to the aquarium. Aquarium. Thủy cung. Yes, next. What did you do there? We go to pet baby sharks. Not go, got. We got to. Got. Next one. Did you like the aquarium? Yeah, good. Yes? Oh, you still have one more, Alice. You still have one more? Yes? Yes, I liked it a lot. It was really cool. Okay, good job, both of you. Well done. Okay, guys, so today we stop here, okay? So I will send... bye. I will let you guys take picture of this one first. Mọi người chụp hình cho cô cái này trước. Cái này là cách để mà sử dụng thì quá khứ đơn. Thì ở nhà tụi con có thể tự tìm hiểu trước. Hôm nay thì cô chưa có cơ hội chỉ cho tụi con về cái này. Nhưng mà có một số bạn cũng đã biết cách sử dụng thì quá khứ đơn, đúng không? Thì cuối tuần này cô sẽ gửi bài tập về nhà cũng sẽ về quá khứ đơn. Ok? Thì bạn nào chưa biết thì tụi con có thể nhìn vào trước cái công thức ở đây. Ok, quá khứ đơn là cộng với động từ, thường là thể thêm ed, nhưng mà không phải cái nào cũng thêm ed. Ví dụ go thì nó sẽ thành là went. Ở đây người ta viết thiếu chữ letter t ở đuôi. Ví dụ cô có chữ go thì sẽ thành là went. Go thì thành là went, đúng không? Hay là ví dụ những cái thêm ed, cô ví dụ như là watch thì watch tv đó. Tụi con sẽ có ví dụ hôm qua con coi tv thì mình sẽ viết là watched ở đây. Ok. Như vậy có hai loại động từ bất quy tắc, có nghĩa là không có quy tắc á, là tự nhiên go, cái nó biến thành went thì con bắt buộc phải nhớ. Nhưng một số cái là động từ có quy tắc. Quy tắc ở đây chính là thêm ed vào. Thì mình sẽ có watch thì thành watched, thêm ed vào. Ok. Về nhà thì các bạn có thể tự tìm hiểu trước cho cô về thì quá khứ đơn. Hôm sau cô sẽ kỹ hơn. Nhưng mà cuối tuần này thì cô sẽ có một cái quiz cũng là về những câu quá khứ đơn cơ bản mà mình có thể nhớ được. Một số cái động từ cơ bản mà tụi con có thể đã từng nhìn thấy rồi. Okay, so guys, today we stop here, okay? It's kind of late now. I will see you guys again Wednesday, okay? Well done for today's class, everybody. Now, turn on your mic and then say goodbye to your friends, okay? Goodbye, everybody. Goodbye. See you guys next time. Bye. Goodbye, guys. Bye. 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 B